Mà đầu tiên là sốt xuất huyết đen thì như các em biết đó, là sốt xuất huyết đen hầu như dịch nó hàng năm nó đều có dịch và nó rải rác quanh năm, nhưng mà trồi lên vào những cái tháng mùa mưa đó. Tùy vào mỗi địa phương nó có cái tỷ lệ lưu hành bệnh nó khác nhau, cũng như là trên thế giới từ thống kê từ năm 1959 55 từ khi phát hiện được cái bệnh dịch sốt đen này thì càng ngày dịch nó sẽ vẫn còn cái tiến triển, vẫn còn lưu hành ở trong cộng đồng cũng như là nó lan tràn ra nhiều quốc gia trên thế giới. Thì ước tính trên toàn cầu mỗi năm có khoảng 390 triệu trường hợp sốt đen và 500.000 trường hợp là sốt xuất huyết đen cần nhập viện, trong đó tỷ lệ tử vong là khoảng 2,5%. Như vậy các em thấy chúng ta có hai cái khái niệm mới, hai cái khái niệm khác nhau, đó là sốt đen và sốt xuất huyết đen. Thì cái sốt đen là thường là nó nhiễm trong lần đầu mà thôi, nhiễm con virus đen lần đầu, mà nó thường nó không có gây ra cái tình trạng là tăng tăng tình thẩm thân mạch để gây thoát dịch ra ngoài các màng, nó sẽ không gây sốc. Còn trong sốt xuất huyết đen thì đó là có tình trạng tăng tình thẩm thân mạch và nó gây sốc. Và không phải là bệnh nhân nào nhiễm đen nó cũng chuyển thành sốt xuất huyết đen, mà nó có tỷ lệ rất là thấp, khoảng 2-5% mà thôi. Nó còn lại những trường hợp khác thì nó là sốt đen và nó thường nó từ nó lành. Trong trường hợp mà sốt xuất huyết đen thì tỷ lệ tử vong nó cao khoảng là 2,5%. Và hiện nay thì trong vùng dịch khoảng 2,5 tỷ người sống, và phần lớn là thuộc khu vực đô thị khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, và gần đây là phổ biến cả khu vực nông thôn thuộc các nước Đông Nam Á. Nói phổ biến ở khu vực nông thôn tại vì con muỗi mà lây truyền bệnh sốt xuất huyết đen là muỗi Aedes. Muỗi Aedes thì nó sống chủ yếu ở thành phố là chủ yếu. Do vậy khi mà càng ngày cả tình trạng ở đô thị hóa nông thôn càng phát triển thì khi đó là con muỗi này nó lan tràn đến vào vùng nông thôn và nó gây bệnh sốt xuất huyết. Ở Việt Nam thì vụ dịch sốt đen được mô tả năm đầu tiên năm 1958 và được thông báo vào năm 1959. Bệnh thì lưu hành quanh năm, chủ yếu hay gặp ở miền Nam do cái mật độ lưu thông, mật độ dân số nó cao cũng như là cái thời tiết nó phù hợp với phù hợp với là đời sống của ông muỗi Aedes. Ở miền Bắc thì xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 11, nhiều nhất vào các tháng 8, tháng 9, tháng 10. Và còn hay gặp ở người lớn thì đây cái tháng này là cái tháng nhiệt độ nó giảm xuống 22 độ đến 28 độ là cái nhiệt độ và nó phù hợp cho cái con muỗi này nó phát triển. Và ở Việt Nam á, thì nó cả bốn tiếp virus đen đều gặp. Đây là cái biểu đồ cho chúng ta thấy cái lưu hành dịch ở Việt Nam thống kê từ năm 1990 đến năm 2015 là theo cái biểu đồ theo cái khoảng thời gian người ta theo thời gian để mà tầm mục tiêu của thiên niên kỷ. Mục tiêu thiên niên kỷ là chúng ta phải giảm 1/3 cái tỷ lệ tử vong của từng loại bệnh tật gây dịch. Thì năm 1990 đến 2015 thống kê vẫn cho thấy là sốt xuất huyết đen nó vẫn lưu hành, thấy không? Nó không có xu hướng giảm, và nó có những đợt từng 3 năm 4 năm nó có những đợt trồi đợt dịch lên 3 năm 4 năm. Như vậy thì cái bệnh á, bệnh tật nó vẫn đang còn. Vậy thì được coi thử cái tiềm lực y tế của mình nó có tốt hay không. Thì đang nghiên cứu thấy tỷ lệ tử vong á, tỷ lệ mắc thì nó là vẫn là duy trì ở ngưỡng là hầu như là nó không thay đổi, nó trồi lên hàng năm có một vài đợt thành dịch, nhưng mà xét về cái tỷ lệ tử vong thì chúng ta thấy rằng tỷ lệ tử vong chúng ta giảm rất là đáng kể. Như vậy thì tiềm lực y tế chúng ta đã phát triển, nhưng mà cái về cái dịch bệnh nó vẫn còn duy lưu hành, có thể là do cái phòng dịch của chúng ta nó chưa được đủ. Từ năm đối với cái tình hình sốt xuất huyết đen và sốt xuất huyết ở sốt đen và sốt xuất huyết đen ở Việt Nam so với thế giới như thế nào, thì các em thấy rằng là chúng ta sẽ bị thứ rất là cao, chỉ có sau Brazil và Indonesia về cái lưu hành bệnh sốt đen này. Đây là cái lưu đồ cho chúng ta thấy cái tỷ lệ trong trong năm á, thì nó cũng hầu như nó vẫn có lưu hành cái bệnh sốt đen này, sốt xuất huyết và sốt đen này, và thường là nó trồi lên vào các những cái tháng trong mùa mưa đó, nhưng mà tháng từ tháng 9 tháng 10 đây là rõ hơn một chút, và chúng ta sẽ thấy rõ là từ trong vòng tính trong vòng tháng 5 một năm thì chúng ta thấy là bắt đầu khoảng từ tháng 6 bắt đầu nó trồi lên cho nó kéo dài đến tháng 7 tháng 8 là hầu như là đỉnh dịch vào tháng 7 tháng 8, và nó kéo dài cho đến tháng 12 và nó giảm dần đến tháng tháng 2 tháng 3.
trong những cái tháng này là tháng mà lưu hành dịch, và hiện nay chúng ta đang nằm ở trong cái vùng cái thời gian là dịch sốt xuất huyết đen. Thì đó là bệnh sốt đen, dịch tễ của sốt đen và sốt xuất huyết đen. Bệnh này thì do trung gian truyền bệnh là do muỗi Aedes aegypti và muỗi Aedes albopictus. Thì hai con muỗi này nó còn gây các bệnh khác ngoài cái sốt đen, như là loại bệnh khác như là bệnh casu cái bệnh viêm não Nhật Bản, thì nó đến chỗ về cả nó cùng mua, nhưng mà cái bệnh chikungunya thì nó cũng, và Zika nó cũng là do những cái con muỗi này nó gây ra. Và trong đó thì muỗi albopictus thì nó chịu được lạnh, như vậy nó có thể gây bệnh ở các nước châu Âu, đúng không? Các nước châu Âu thì các em thấy lúc trước các nước châu Âu nó lạnh thì cái khả năng sống của con muỗi Aedes aegypti nó không có được, nó không sống, nó không có lưu hành bệnh. Nhưng mà hiện nay có thêm một con muỗi người ta ghi nhận được là muỗi albopictus, Aedes albopictus, thì nó có thể sống được ở cả sự lạnh như được châu Âu, nó gây bệnh. Và người ta nhận thấy rằng con muỗi này nó gây bệnh sốt xuất huyết đen thông qua cái con đường giao thông văn hóa, giao thông giao lưu văn hóa, con đường giao thông hàng hải nhá, và giao thông vận tải, như là ví dụ những người ở châu Á mình không đi qua châu Âu thì đem theo những, người ta thấy là đem theo cái qua lưu niệm, đó là cái phong thủy lucky bamboo, bamboo lucky á, trong đó là đem theo cái con muỗi albopictus này là qua và nó lấy truyền bệnh cho lục cho nước châu Âu. Thì thông thường á, chúng ta biết chỉ có muỗi cái mới đốt người và truyền bệnh, là giai đoạn ủ bệnh ở muỗi là kéo dài 4 tới 10 ngày, sau đó mới truyền bệnh và nó có thể truyền bệnh suốt cái quãng đời của con lại của hắn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu một con muỗi mà đốt một bệnh nhân thì nó mất ít nhất là 4 ngày thì sau đó nó mới truyền bệnh được, chứ không phải nó đang đốt người này mà nó có thể truyền bệnh qua người bên cạnh, đúng không? Còn đối với người mà nhiễm virus đen thì con virus này chỉ tồn tại ở trong trong người là tối đa là 12 ngày mà thôi, sau khi mà nó xuất hiện triệu chứng. Như vậy thì người là vật có thể truyền bệnh trong vòng 12 ngày, nhưng mà con muỗi còn nó truyền bệnh suốt quãng đời còn lại của nó. Tác nhân gây bệnh đó là virus đen thuộc nhóm arbovirus và cái chi là flavivida, nó có 4 típ kháng nguyên và tương tự nhau. Như vậy kháng thể mà tạo ra để mà trung hòa kháng nguyên này nó cũng sẽ là tương tự nhau, và nó có thể tạo được miễn dịch chéo. Và miễn dịch chéo này bảo vệ tối trung bình là khoảng 2,2 năm rưỡi ha, và thường là 6, ít nhất là phải là 3 tháng, không? Ít nhất là 3 tháng. Như vậy thì nếu mà chúng ta nhiễm trong một đợt dịch ấy, chúng ta thường sốt xuất huyết chỉ bị một lần thôi, nên nó không bị lần, không bị hai lần trong vòng một đợt dịch, tức là khoảng 3 tháng 6 tháng thường bị một đợt mà thôi. Còn sau đó thì sẽ đợt thứ hai. Và khi chúng ta bị nhiễm lần thứ hai thì chúng ta sẽ bị nặng hơn, do cái tăng cường cái bão cytokine hay bão cytokine đó làm nó tăng tính thần mạch, dễ gây sốc nhiều hơn. Và thời gian miễn dịch chéo trung bình như vậy á, người ta nghiên cứu là thấy khoảng là 2 năm rưỡi. Cũng chính vì 2 năm rưỡi này nên khoảng cứ các em thấy cái đợt dịch á, là cứ 3 năm 4 năm chúng ta có một đợt dịch. Khi mà cái miễn dịch này nó giảm, suy giảm thì bắt đầu nó sẽ có một đợt dịch nó bùng lên. Như vậy đó là một trong những lý do mà chúng ta thấy cứ 3 năm 4 năm thì chúng ta thấy là có một đợt dịch của sốt xuất huyết đen lưu hành. Ngoài ra có một thông tin là khá là thú vị, nên chúng ta nói thường là 5-4 tiếp sốt xuất đen mà thôi, nhưng mà bắt đầu từ tháng 10 tháng 9 tháng 10 mùng tháng 10 á, thì năm 2014 thì cả nhà khoa học của Ấn Độ đăng tải ra một thông tin, đó là tìm ra được một cái tiếp thứ năm của virus đen này, và người ta cũng đang làm giải trình tự cũng như là tạo cái sinh kháng miễn dịch để so sánh với là cái bốn cái tính sinh miễn dịch của bốn cái nhóm kháng nguyên trước, thì thấy rằng cái nhóm này nó cũng cái mới này á, kháng thể mới này nó phản ứng với là bốn cái nhóm kháng nguyên trước, như vậy là nó đây là một cái típ mới chứ không phải là cái típ nhầm lẫn giữa típ bốn típ trước. Và vậy thì câu hỏi đặt ra cái nghiên cứu này được câu hỏi đặt ra của cái khi phát hiện như thế này thì típ thứ năm này nó có nguy hiểm hay không, và nó đã tồn tại lâu chưa hay là mới đây. Thì nhận thấy rằng cái típ này nó tồn tại rất là lâu rồi, thấy không? Từ trước rồi, nhưng bây giờ chúng ta mới tìm thấy cái mức độ nặng nhẹ thì nó rõ ràng là nó không có làm nặng hơn cái tình trạng của là so với bốn bốn típ khác
thì cái tiếp thứ năm này nó không có nặng nề hơn. Thường là tiếp 2, chúng ta ghi nhận tiếp 2 nó tạo ra nhiều cytokine hơn và nó gây nặng hơn. Thì đó là một cái thông tin để cho các em biết. Và hiện nay cũng một vài nhà truyền nhiễm ha, người ta cũng ghi nhận là nắm tiếp được thanh trong các tạp chí cũng trong các cuốn sách hay là trong những bài báo của người ta đăng tải, người ta đều nói là có nắm tiếp. Nhưng mà hiện nay chúng ta trong sách giáo khoa hay là của hướng dẫn của Bộ Y tế thì chúng ta vẫn là học là 4 tiếp rồi đó. Thì đây là cấu tạo của virus đen. Thì các em thấy virus đen là cấu tạo là con virus của chuỗi đơn RNA, đúng không? Và khi mà chuỗi đơn RNA á thì nó sẽ rất là dễ đột biến. Đột biến khi nào cái chuỗi này nó càng dài ấy, thì nó càng dễ đột biến, do khi nó muốn nhân lên thì nó cần phải là sao chép để nó nhân. Rồi khi nó sao chép thì cái chuỗi RNA nó càng dài thế nào thì nó dễ đột biến chừng đấy. Cũng giống như là con SARS-CoV-2 hiện nay mà chúng ta thấy cũng là cái RNA, và vì RNA mà nó dài nó nên giờ nó rất là dễ đột biến, đặc biệt là trên 100.000 không thì nó rất là dễ đột biến. Vậy thì đột biến thì nó sẽ có hai cái, đột biến có lợi và đột biến có hại nhá. Đột biến có lợi thì nó lợi là nó phải cần phải sống chung với chúng ta ha. Thì lợi thì nó sẽ mức độ là lưu hành bệnh nó sẽ nhiều, nhưng mà cái khả năng mức độ tử vong, khả năng gây tử vong thì nó lại thấp hơn, và càng ngày mà dịch càng tiến triển thì theo quy luật thì nó phải là cái tỷ lệ tử vong nó giảm dần, không? Nhưng mà cái khả năng lây nhiễm nó sẽ càng rất là cao. Bằng chứng là các em thấy SARS-CoV-2 càng ngày nó càng giảm mức độ tử vong, nhưng mà nó lây truyền rất là dữ qua các biến chủng Delta chẳng hạn, không? Còn đối với virus đen như thế nào, nó cũng là tương tự như vậy mà thôi, mà càng ngày á thì có thể cái mức độ đột biến của nó, có hại nó ít hơn, nhưng mà nó đột biến, nó lây truyền nó cao hơn. Và cái hiện nay thì những nơi nào mà có lưu hành của bệnh nó nhiều thì khả năng đột biến nó càng cao. Như vậy thì những cái khu vực như là miền Nam ở Việt Nam, miền Nam chúng ta, Việt Nam ở trong miền Nam thì khi mà ở nơi mà lưu hành, mức độ lưu hành dân số đông thì nó khả năng đột biến nhiều, và nó có những cái đột biến nó gây hại hoặc độc, nó làm cho tử vong rất là nhanh, và khi làm cho trẻ nó bị sốc nhanh hơn, do bạo tạo khả năng tạo bạo cytokine nhiều hơn. Chỉ cần nhiễm một lần nó có thể tạo ra bạo cytokine, chứ không cần đợi lần nhiễm lần thứ hai nữa. Và khi chúng ta trải dài cái chuỗi RNA này ra thì chúng ta có những cái kháng nguyên không cấu trúc và kháng nguyên cấu trúc. Thì từ N1, NH1 và NH5, đúng không? Thì chúng ta bắt đầu chúng ta xem được NH1 á, chúng ta định danh được NH1 thì chúng ta nói đây là cái con nhiễm virus đen, tình trạng nhiễm virus đen. Rồi, tóm lại đó là cái chủng của virus đen này, RNA virus, nên nó rất là dễ biến đổi, nên có những tình trạng, có những lúc là miễn dịch của cơ thể nó không tạo ra được, bảo vệ được, nên là bị nhiễm. Và một số chủng có thể mang đến độc tính cao hơn, những chủng khác nó sẽ gây khi nhiễm, nó gây cái sốc. Đối với khi mà nhiễm á, thì chúng ta sẽ có cái sinh bệnh học chính của sốt xuất huyết đen mà gây bệnh, cũng như là gây mức độ nặng của bệnh, đó là cái tình thẩm, tăng tình thẩm thanh mạch á, là do cái rối loạn chức năng của biểu tế bào biểu mô, không? Và cái rối loạn này là rối loạn tối thiểu hay là rất là ít tổn thương, hay là người ta nói là tổn thương tối thiểu của các mô học mao mạch. Và chính vì nó tổn thương tối thiểu như thế này, nó thường nó sẽ thoáng qua và nó không có để lại di chứng tổn thương bệnh lý. Và trong cái bệnh sốt xuất huyết đen này thì cái tổn thương này nó thoáng qua mà trong vòng 48 giờ mà thôi. Như vậy sau 48 giờ đó thì nó sẽ gây tăng tình thẩm thanh mạch nguy hiểm, hay là tăng tình thẩm, hay là xúc thoát huyết tương có ý nghĩa trên lâm sàng, có thể gây sốc. Đó là trong vòng 48 giờ. Và sau 48 giờ thì bắt đầu thanh mạch nó hồi phục, nó sẽ tăng, nó sẽ hấp thu dịch vào lại trong lòng mạch. Do vậy sau 48 giờ mà chúng ta vẫn tiếp tục điều trị bằng cách là chúng ta truyền dịch, đúng không? Tại vì mất nước mà chúng ta truyền được rồi trở lại thì nó sẽ nguy cơ và tăng cái sốc, không? Cái quả tải dịch đó. Khi mà nhiễm virus đen thì cơ thể sẽ tạo ra những cái phản ứng miễn dịch phản ứng miễn dịch, thì nó sẽ tạo ra những cái phản ứng chất cơ cái viêm, như viêm interleukin 1, interleukin
2 interleukin 6, interleukin 10. Thì trong đó thì interleukin 6 người ta ghi nhận đó là một cái interleukin nó gây nặng cho tình trạng của bão cytokine. Cũng như là interleukin 10 thì nó sẽ làm cho cái tình trạng tổn thương của gan. Đúng không? Và những cái interleukin này nó tạo ra nhiều quá thì nó sẽ gây bão cytokine, tùy theo cái mức độ tổn thương thì nó sẽ gây tăng tình thẩm thành mạch nhiều hơn và nó gây khả năng gây sốc là cao, cũng như nó gây suy đa phủ tạng khi nó tổn thương vào tế bào gan hay tế bào tổn thương vào thận, vân vân. Và có một cái phản ứng của sốt xuất đen khi mà nhiễm lần hai, thì thay vì nếu mà nhiễm lần đầu á, khi mà nhiễm vào á, thì kháng thể nó tạo ra kháng thể lưu hành trước khi mà nhiễm vào đó thì nó sẽ trung hòa đi, nhưng mà cái lần kháng thể lưu hành trước đó của nhiễm lần một khi mà nhiễm virus lần thứ hai thì nó nhận diện cái cái tiếp kháng nguyên mới này, thì nó nhận diện như là bạn ấy, thấy không, người quen, thì nó thay vì nó tiêu diệt thì nó lại trình diện kháng nguyên kháng thể trình diện ha. Khi nó gây trình nó trình diện thì nó sẽ tạo thành cái phản ứng viêm nhiều hơn, mà nó kéo con virus vào trong tế bào nhiều hơn, khi virus vào trong tế bào nó sẽ gây phản ứng viêm nhiều hơn, đúng không? Và chính vì nó tăng về số lượng, tăng về tải lượng virus cũng như là nhiều quá thì nó bắt đầu nó phản ứng viêm mạnh hơn, nó sẽ tạo thành bão cytokine, và trong đó đặc biệt là cái interleukin không phải là interleukin 2, interleukin 6, interleukin 8 đó, 12 vân vân. Thì những cái interleukin nó là cái sốt, đặc biệt interleukin 6, interleukin 1 nó gây và TNF alpha là hai cái là ba cái interleukin và chemokine này nó tăng, nó làm cho phản ứng nó sốt rất là cao, và chính sốt cao như vậy á, nên cái đặc trưng của sốt xuất đen đó là sốt cao và đột ngột liên tục kéo dài. Thì cái tổn thương này thì người ta ghi nhận đó là tổn thương tối thiểu trong cái biểu mô, và nó do tổn thương cái lớp màng đáy, tổn thương ở lớp là glycocalyx đó, và tổn thương ở lớp glycocalyx này đây nó là tổn thương tối thiểu mà thôi, và chỉ tồn tại trong vòng khoảng 48 giờ, gây mất thoát huyết tương có ý nghĩa trong vòng 48 giờ. Thì tăng tình thẩm thanh mạch đó là cái quá trình một quá trình miễn dịch phức tạp, hay nhắc lại đó là nhiễm virus lần thứ hai á, cái kháng thể do lần cái nhiễm trước nó lưu hành sẵn ở trong máu á, thấy không, nó kết hợp với các cái con virus này, virus mới này, làm nó gia tăng sự xâm nhập của cái con virus nào vào các cái tế bào monocyte để nó trình trình thụ thể IgE, và khi nó trình thụ thể thì nó sẽ làm cho phản ứng về dịch miễn dịch nó mạnh hơn, nó phát sinh ra những cái interleukin làm ly giải các lympho chữa các virus này, và nó làm cho tăng hơn cả tình trạng viêm nữa. Và các cytokine á, nó sẽ tác động trực tiếp lên các thanh mạch, và nếu như mà cytokine nhiều quá thì nó sẽ làm tạo thành bão cytokine, và nó làm hay là người ta bão cytokine đó, thì nó sẽ làm thoát huyết tương vào lòng mạch, từ trong lòng mạch ra cái giang bào nhiều hơn, nó sẽ gây cái sốc cho giảm thể tích. Thì ngoài ra cái phức hợp kháng nguyên kháng thể mà khi mới tạo ra đó nó cũng sẽ ảnh hưởng lên cái quá trình bổ thể, làm tăng cái sản xuất cái C3a và C5a, đặc biệt nó cũng sẽ C3a và C5a nó cũng ảnh hưởng trực tiếp lên sự thẩm thấu của mao mạch, làm tăng tình thẩm thanh mạch luôn. Một cái rối loạn của thứ hai thường là thứ cấp mà thôi, đó là rối loạn về huyết động, mà chúng ta thấy rằng á, hay đặc trưng của virus bất cứ loại virus nào thì tình trạng giảm bạch cầu trong giai đoạn đầu nó thường xảy ra, và đặc biệt ở sốt xuất huyết đen thì cái tình trạng giảm bạch cầu này nó xảy ra nhiều hơn, nhất là cái nhóm mà Flavirida là cái nhóm mà nó gây giảm bạch cầu nhiều trong giai đoạn đầu. Do đó là cái người ta nghiên cứu người ta thấy rằng á, do con virus đen nó trực tiếp tác động vào ở trong cái tủy phân tủy xương, và nó gây ức chế sự tăng sinh của tế bào tạo máu đầu dòng, và giai đoạn sau tủy xương nó sẽ hồi phục và tăng cái số lượng tế bào này lên trở lại. Là thường á, là khi mà nó thoát được cái ức chế này là thường vào khoảng ngày thứ thứ tư thứ năm qua cái giai đoạn nguy hiểm, thì nó sẽ tăng cái bạch cầu lên trở lại. Đối với dòng tiểu cầu thì thế nào? Thì dòng tiểu cầu á, thì nó phá hủy tiểu cầu, chủ yếu là phá hủy là chủ yếu do nó gắn kết trên trên màng tiểu cầu qua cái có cái thủ thể receptor Fc, thủ thể Fc thì nó gắn vào trên cái màng tiểu cầu, nó sẽ gây hoại bổ thể, nó gây vỡ cũng như là nó làm cho đứa cái tiểu cầu này nó bị đánh dấu, và nó khi mà di chuyển ở trong cái hệ liên vọng nội mô nó dễ bị
thực bào nó gây cái chết. Như vậy số lượng tiểu cầu nó sẽ giảm, sẽ gây rối loạn về rối loạn đông cầm máu. Vì tiểu cầu, các anh biết tiểu cầu là nó đóng góp trên suốt quá trình đông cầm máu của cơ thể, và nó không có ảnh hưởng tới dòng hồng cầu, phải không? Và cái ngoài ra, khi mà các em thấy tiểu cầu nó giảm nhiều, ngoài ra nó có thêm một cái nữa là nó ảnh hưởng tới tế bào gan ấy. Thì gan cũng là nơi mà nó sản sinh ra các yếu tố đông cầm máu 2, 5, 7, 10, không? Thì nó làm cho quá trình rối loạn đông cầm máu nó nặng nề hơn, và xuất huyết có thể là hệ quả của cái số lượng tiểu cầu nó giảm, cũng như là giảm cái chức năng của tiểu cầu, tổn thương thành mạch, có thể là giảm yếu tố đông cầu máu khác do gan sản xuất, hoặc là nó gây đông đông đặc trong 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 mạch. Và các bất thường đông máu bao gồm là số lượng tế bào nội mô là nó tăng lên, ở trong nội mô nó tăng lên, số lượng tế bào nội mô nó tăng, rồi tăng nồng độ yếu tố von Willebrand và tăng yếu tố hoạt hóa plasminogen của mô. Và những cái này nó sẽ làm cho nó thành mạch nó yếu và cái hoạt, và cái giai đoạn 2 của đông cầm máu nó không có đảm bảo, nên nó chảy máu. Và tăng ức chế hoạt hóa tiểu cầu nó làm cho nó cái số lượng tiểu cầu nó sẽ tăng tăng nhiều hơn, là rối loạn cái đông cầm máu nhiều hơn, cũng như là tăng tốc độ già hóa fibrogen, nó không làm cho cái cục máu nó đông đông lại, nó vẫn cứ làm cho nó chảy máu, và tình trạng cô đặc máu, gọi là đông máu rải rác trong động mạch. Ngoài ra nó mất máu nhiều quá thì nó sẽ gây sốc. Đây là cái biểu đồ cho chúng ta thấy những cái giai đoạn của bệnh sốt xuất huyết đen theo từng ngày, thấy không? Sốt xuất huyết đen là bệnh dịch đó, nên chúng ta theo từng ngày. Và các em biết á, đặc điểm của interleukin, nó interleukin của trong sốt xuất huyết đen là nó tăng nhiều, interleukin 1 tên là alpha, interleukin 6 tên interleukin 2 ha, interleukin 6 tên là alpha. Thì khi các em học cái bài sốt thì các em biết rằng là cái mà chất cái sốt nội sinh á, ha, chất cái sốt nội sinh đó là interleukin 1, interleukin 6. Và khi nó tăng như vậy, tăng nhiều như vậy thì nó sẽ làm cho nó sốt rất là nhanh, sốt rất là cao. Như vậy đặc trưng của sốt xuất huyết đen đó là sốt cao đột ngột, thấy không? Cao là 39 trở lên. Và độ đột ngột á, có nghĩa là nó không cần có quá trình, mà nó rất là cấp tính, trong vòng 12 tiếng là nó đã sốt cao rồi. Thông thường các em thấy những sốt của đáp ứng khác của phản ứng viêm là sốt khoảng 1 ngày, 2 ngày. Sốt nhẹ nhẹ 1, 2 ngày, rồi sau đó nó mới sốt cao lên trên 39 độ, tăng dần lên. Còn đối với sốt xuất huyết đen thì phản ứng viêm rất là nhanh, nó phản ứng ra ao ạt ra các cytokine nên nó làm cho sốt cao lên đột ngột, đúng không? 39 độ. Rồi quá trình đột ngột này, nếu mà cái sốt cao này mà cứ liên tục như vậy thì nó rất là khả năng nó sẽ xảy ra phản ứng viêm nó nhiều quá, thì interleukin nó tạo ra nhiều, nó cứ sốt càng cao càng kéo dài thì cái đó là khả năng nó cái tăng tính thẩm càng cao, nên nó sẽ rơi vào cái giai đoạn sốc. Nào, như vậy thì nếu kéo dài trong cái sốt đen này á, nó sốt từ đột ngột, nó có cao đột ngột là liên tục như vậy đến 2 đến 7 ngày, mà nếu càng kéo dài thì nó sẽ càng nặng. Vậy đến ngang ngày thứ 3 rưỡi theo trung cái người ta nghiên cứu thấy đa số thì bắt đầu vào ngày thứ 3, khi mà kháng thể cơ thể nó tạo ra, nó trung hòa bớt kháng nguyên rồi á, để tạo giảm bớt cái interleukin, thì khi đó nó sẽ làm cho sốt nó giảm xuống, đúng không? Với nó là trong cái giai đoạn sốt mà giảm xuống này á, thì nó lại rơi vào cái giai đoạn nguy hiểm, là có khả năng xảy ra sốc, là do cái thứ nhất á, là do cái cytokine nó tạo ra nhiều từ trước đó, là cái tăng thành phần thân mạch ạ. Cái thứ hai là phức hợp kháng nguyên kháng thể, khi mà nó trung hòa, phức hợp kháng nguyên kháng thể nó trung hòa thì bắt đầu nó kết hợp bộ thể và nó làm tăng thành phần thân mạch nữa. Vậy vào ngày thường từ ngày thứ 3 rưỡi, em thấy ngày 3 rưỡi là khi bắt đầu mà sốt nó ổn định á, thì bắt đầu nó có tình trạng xảy ra có khả năng là xuất huyết, khả năng gây sốc và khả năng nó tổn thương các cơ quan. Như vậy nó ba cái mà chúng ta cần quan tâm trong cái giai đoạn nguy hiểm này, đó là liệu đứa trẻ nó đang sốc hay không, đứa trẻ nó có đang xuất huyết hay không, và đứa trẻ nó có đang là tổn thương các cơ quan hay không. Và các cơ quan của sốt xuất huyết đen nó gây nó tổn thương đó là gan này, là tim này, là thận này, và não, bốn cái cơ quan chủ đạo của cơ thể nó tấn công hết, đúng không? Gan nó phải gây suy gan cấp, đúng không? Hay là suy gan tối cấp. Còn thận á, nó gây suy thận cấp. Rồi tim, nó gây viêm cơ tim. Còn nó ở não,
nó gây ra cái tình trạng rối loạn do tăng trình thẩm thanh mạch, thì nó gây ra tình trạng là rối loạn về tinh thần và phù não, ha, nó tăng trình thẩm ở não. Rồi đối với nếu dựa trên những cái dấu hiệu mà chúng ta đang nói đó thì trên lâm sàng nó trên đó là trên lâm sàng, còn trên cận lâm sàng nó sẽ biểu hiện như thế nào? Thì trên cận lâm sàng á, chúng ta sẽ thấy á, là trong giai đoạn mà sốt như vậy thì chứng tỏ là virus nó đang nhân lên, đúng không? Đang nhân lên và đang hoạt động. Thì trong giai đoạn này chúng ta muốn phát hiện con virus thì chúng ta xét nghiệm cái kháng nguyên của con virus này. Cái kháng nguyên lúc nãy chúng ta nói là có 5 cái kháng nguyên không không cấu trúc, và trong đó chúng ta định danh được là N1, thì chúng ta định danh cái xét nghiệm cái kháng nguyên N1 này. Và kháng nguyên N1 này á, nó sẽ tồn tại trong từ thường là từ ngày thứ hai ha, bắt đầu có cái định đến ngày thứ hai thì nó mới vào trong tế bào, nó nhân lên về số lượng và có thể phát hiện được trên lâm sàng, thì thường vào ngày số ngày thứ hai. Và khi mà kháng thể tạo ra nó trung hòa được hết á, thì bắt đầu nó giảm xuống, không, nó giảm xuống là do kháng thể tạo ra nó trung hòa hết thôi. Thì bắt đầu khoảng ngày thứ 3 rưỡi là bắt đầu nó kháng thể nó tạo ra nó trung hòa hết rồi, thì thường nó sẽ tồn tại từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ 3 rưỡi hoặc là ngày thứ tư mà thôi. Như vậy là trước 4 ngày là chúng ta xét nghiệm NH1, nhưng mà sau 4 ngày là khi bắt đầu cái kháng thể là IgM và IgG đó, thì IgM nó sẽ tạo ra ra sớm ra trước, nhá. Thì thường IgM nó tạo ra khoảng ngày thứ ba, khoảng ngày thứ ba trở lên sau, đặc biệt là sau ngày thứ tư khi mà giai đoạn sốt nó ổn định đó, thì chúng ta thấy IgM nó sẽ dương tính mạnh hơn. Và còn cái IgG nó xảy ra muộn hơn, còn thường ngày thứ 7 thứ 8 nó mới tạo ra IgG. Như vậy thì trong giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ xét nghiệm NH1, còn sau 4 ngày thì chúng ta xét nghiệm cái kháng thể IgM và IgG. Rồi đối với cái tổng phân tích tế bào máu ngoài vi, hay chúng ta hay nói đó là công thức máu á, phải không? Công thức máu ngoài vi á, thì chúng ta biết là nó tổn thương vào cái ức chế ở trong bạch cầu, thì chúng ta chú ý tại bạch cầu có giảm hay không. Còn nhưng mà cái biểu hiện bệnh lý á, chúng ta biết là hai cái cơ chế chính đó là thoát huyết tương và xuất huyết, là hai cơ chế chính của sốt xuất huyết. Thì chúng ta quan tâm hai cái chỉ số đó là HCT, thấy không? Hematocrit và số lượng tiểu cầu. Thì trong giai đoạn sốt thì hematocrit nó không thoát huyết tương thì máu nó không cô đặc, thì cái đó hematocrit là bình thường. Nhưng bắt đầu nếu các em thấy hematocrit càng ngày nó càng tăng thì chứng tỏ nó đang thoát huyết tương dần dần. Đó là báo hiệu chúng ta thấy là nó đang thoát huyết tương ra, nên hematocrit nó sẽ tăng dần. Thì nếu nó tăng cao trên 40 thì cái đó chúng ta nghi ngờ nó là cái thường trên 42% á, thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ nó là có cái là chúng ta biết rằng nó đang có tình trạng cô đặc máu. Và nếu thêm một cái dấu nữa chúng ta thấy sự xuất huyết, hoặc là khi mà cái cytokine nó nhiều quá nó gây vỡ gây vỡ với cái giảm số lượng tiểu cầu á, thì nếu sự tiểu lượng tiểu cầu càng ngày nó càng giảm, nhưng mà khi nào trong giai đoạn mà thấy tiểu cầu nó số lượng tiểu cầu nó bắt đầu giảm thì nghi ngờ nó đắp đào vào giai đoạn về đồng sốc, đúng không? Thì số lượng tiểu cầu nó giảm và hematocrit tăng thì nó là nguy hiểm, và thường vào ngày 3 rưỡi, ngày thứ 3 rưỡi là cái ngày mà chúng ta cần phải là cảnh giác. Và ngày bất kỳ đoạn cái cảnh giác trong giai đoạn bao lâu? Tí ngày 3 rưỡi cho tới 2 ngày mà thôi, tại vì nó tổn thương cái lớp glycolip trong vòng 48 tiếng, như vậy nó sẽ xuất huyết và nó hoặc cái tương trong vòng 48 giờ mà thôi nhá, tốc vào 48 giờ từ ngày 3 rưỡi cho đến ngày ngày 5 rưỡi, đúng không? Và chúng ta phải theo dõi sát. Mà sau ngày 5 rưỡi khi quá cái giai đoạn nguy hiểm rồi thì nó bắt đầu nó hồi phục lại. Tất nhiên tất cả các bệnh lý, tất cả các trường hợp đều xảy ra qua 3 giai đoạn này: giai đoạn sốt nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Nhưng mà không phải đứa trẻ nào nó cũng nó rơi vào cái giai đoạn vào cái ngày giai đoạn nguy hiểm này nó cũng gây mức độ nặng được hết. Như vậy là giai đoạn là đứa nào nó qua, nhưng mà mức độ thì chúng ta sẽ có 3 mức độ, phải không? Thường là 95% nó qua hết, nó đến hồi phục, khoảng 5% là nó sẽ tăng cái mức độ thoát huyết tương, mức độ bệnh nặng của bệnh, đúng không? Như vậy chúng ta biết cái giai đoạn sốt này ha, là sốt cao đột ngột liên tục kéo dài, rồi giai đoạn nguy hiểm là lúc này bắt đầu nhiệt độ nó giảm xuống ổn định và nó tình trạng thoát huyết tương xảy ra, và giai đoạn này á, là thường 95% mà nó qua hết, có những khoảng 5% là bắt đầu nó vào cái dấu hiệu cái mức độ nặng hơn, đó là qua cái biểu hiện bởi các cái dấu hiệu cảnh báo. Cảnh báo là cảnh báo gì? Chúng ta biết có 3 cái cảnh báo của sốt huyết đen, đó là cảnh báo sốc, cảnh báo xuất huyết và cảnh báo suy đa tạng, không? Rồi qua giai đoạn hồi phục, nhưng mà nó hết cái giai đoạn nguy hiểm thì nó sẽ vào cái giai đoạn hồi phục, cái nó hầu như là nó không để lại cái
cái di chứng hiện tại nó là do trong giai đoạn nguy hiểm mà chúng ta xử lý nó không không hợp lý thì mới chuyển qua cái giai đoạn này. Giai đoạn hồi phục chúng ta là sẽ lãnh hậu quả nếu như trong cái giai đoạn nguy hiểm mà chúng ta truyền dịch nhiều quá, để qua giai đoạn hồi phục khi mà tình trạng tái hấp thu trở lại vào trong lòng mạch xảy ra, thì khi đó chúng ta dễ đưa trẻ nó dễ quá tải. Và nếu như mà cái trong giai đoạn nguy hiểm mà chúng ta không điều trị tốt cái tình trạng rối loạn huyết động thì nó qua giai đoạn hồi phục này chúng ta phải là hậu quả là khó điều trị hơn, hoặc là nó sẽ bị di chứng về sau. Thì đây là những hình ảnh cho chúng ta thấy về cái biểu hiện của sốt xuất huyết đen. Sốt xuất đen không phải là chúng ta thấy sốt và xuất huyết không, mà trong giai đoạn đầu, trong giai đoạn đường sốt khi mà cả interleukin nó tăng cao, có tăng tình thẩm thanh mạch như vậy á, thì bắt đầu nó sẽ có tình trạng là phát ban và nó hồng ban nhìn toàn thân đó, do tăng thành phẩm cái thanh mạch nó thoát cái nó tăng kích thích cái histamine đó, nó dạng tăng thành phẩm dạng mạch nó tạo thành cái ban trên trên lâm sàng, nó ban này ban ban mịn và toàn thân, nó còn dạng nó không có ngứa hay ngứa là tùy theo cái mức độ nó tăng cái histamine nhiều ít mà thôi. Rồi đặc trưng nữa là nó giảm cái tiểu cầu, số lượng tiểu cầu nó giảm cũng như là chất lượng của chức năng á, của tiểu cầu, chức năng tiểu cầu nên nó bị giảm, suy giảm, thì cái đó nó sẽ gây cái chảy máu. Còn những cái vị trí mà chúng ta thấy hay lấy tĩnh mạch, lấy ven á để mà xét nghiệm nó có thể gây chảy máu kéo dài không. Rồi tiểu cầu và rối loạn yếu tố thanh mạch như vậy thì nó gây xuất huyết dạng dạng chấm nhá, dạng nốt. Còn dạng mạn thì nó thường nó là xuất huyết tiểu cầu nó nặng, cũng như là gây rối loạn các yếu tố đông cầm máu nặng, rồi cái đó nó mới gây ra xuất huyết niêm mạc và xuất huyết dạng dạng mạn, không? Để qua cái giai đoạn hồi phục á, thì trên cái giai đoạn hồi phục thì bắt đầu có tình trạng hấp thu dịch trở vào trong lành mạch nữa, thì cái đó sẽ có những cái đoạn mà hấp thu trở vào thì nó sẽ làm cho nó cũng tiết histamine ra, rồi cảm thấy giác histamine nữa, và khi đó thì các trẻ bắt đầu là chúng ta sẽ thấy histamine nó tạo ra nhiều quá, thấy không? Thì nó sẽ cảm giác ngứa nhiều hơn hơn là giai đoạn trước khi sốt, và nó cảm giác ngứa và da nó cũng ửng đỏ như vậy, tại vì histamine mà, không? Da nó ửng đỏ như vậy, dạng mặt ửng đỏ như vậy, và có những vùng da da lành nên nó tạo thành cái hình ảnh là lốm đốm ở trên cái vùng da của bệnh nhân đó, là cái ban ban hồi phục của bệnh nhân. Giai đoạn này cái mặt có thể nó chậm lại để quá trình tái hấp thu dịch nó xảy ra, là mặt nó chậm lại, nhưng mà trong giai đoạn hồi phục mặt nó có thể chậm. Thì khi mà vào cái qua các giai đoạn sốt nguy hiểm và hồi phục như vậy thì trong tất cả ba giai đoạn đều có thể là có mức độ nặng khác khác nhau, đều có thể xảy ra cùng lúc, có thể là mức độ nặng của sốt đen là không có dấu hiệu cảnh báo, tức là nó chưa không, nó có thể tồn tại từ cả giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục luôn. Rồi sốt đen, số sốt đen có dấu hiệu cảnh báo, tức là cái giai đoạn tiên sốc đó, và cảnh báo là vào sốc mà, vào xuất huyết, vào có khả năng là vào suy tạng đó, thế đó là dấu hiệu cảnh báo. Thì nó có thể tồn tại là từ cả giai đoạn sốt như vậy, nếu như mà giai đoạn sốt của nó tồn tại cái mức độ nặng như thế này, từ dấu hiệu cảnh báo trở lên thì chứng tỏ đứa trẻ nó đang rất là nặng, nguy cơ nó sốc kéo dài nhiều hơn vì cái cytokine nó tạo ra nhiều hơn, đúng không? Và mức độ thứ ba đó là sốt xuất huyết đen nặng. Thì trong sốt xuất huyết đen nặng á, cái cảnh báo để cho chúng ta biết là đứa trẻ nó vào chuẩn bị vào vào nặng, thấy không? Nặng, nếu như trong giai đoạn cảnh báo chúng ta điều trị tốt thì nó sẽ vượt qua và nó không có trở nặng. Nếu chúng ta điều trị không tốt hoặc đứa trẻ nó nặng hơn, cytokine nó tạo ra nhiều hơn thì nó sẽ rơi vào giai đoạn nặng. À, mức độ đức mức độ nặng, mức độ nặng thì chúng ta sẽ có là sốt xuất huyết đen nặng là do có việc tương nhiều quá thì có sốc sốt xuất huyết đen. Còn nếu sốc nhiều hơn nữa nhá, thì nó là sốc xuất huyết đen nặng. Thường là sốc xuất huyết đen là khi chúng ta mất 20% thể tích dịch, nó là cái sốc. Nhưng mà nếu mất cái ba là con bù đó, hay là gọi là sốc con bù ấy. Nhưng mà nếu mà sốc mình mất thì tương mà mất đến 30% trọng lượng cơ thể, 30% trọng lượng dịch của cơ thể ấy, thì khi đó nó sẽ mất bù, đó là sốc xuất huyết đen nặng. Và có thêm một cái nữa, đó là sốc xuất huyết đen nặng mà có xuất huyết nặng, và sốc xuất huyết đen nặng có là suy tạng nặng. Đó. Thì đó là ba cái mức độ xuất huyết đen nặng, là thoát huyết tương nặng này, trong đó là
thoát huyết tương thì sẽ có mức độ là sốc sốc sốt huyết đanh và sốc sốt huyết đanh nặng, rồi cái thứ hai là xuất huyết nặng, và cái thứ ba đó là suy tạng nặng. Như vậy là chúng ta biết ba cái dấu hiệu cảnh báo, nhưng dấu hiệu cảnh báo nó cũng là cảnh báo ba cái mức độ nặng này của bệnh nhân mà thôi. Và cái dấu hiệu cảnh báo á nào, thì đó chúng ta biết là dấu hiệu cảnh báo cho nó thoát huyết tương hay không, đó là trẻ nó vật vã lừ đừ hay ly bì, bắt đầu có dấu hiệu kích thích, rồi trẻ đang bị cường giao cảm, bắt đầu có tình trạng cường giao cảm, thế nó tăng huyết áp, và khi mà nó mất nước nhiều rồi ấy, thì nó sẽ gây mất nước vào trong bao gan nhiều quá thì nó sẽ gây nó tăng tình trạng đau bụng. Rồi, các em đợi thêm chút. Xin lỗi các đợi thêm chút. Rồi, nãy giờ thầy nói các em nghe kịp theo kịp không? Alo. Alo. Nghe kịp không? Được thầy. Vẫn kịp thế. Yeah. Nếu không kịp thì cứ bật mic lên nói thầy ơi, nói chậm lại nhá. Rồi, như vậy chúng ta sẽ thấy nó có ba cái dấu hiệu cảnh báo đúng không? Và cảnh báo về cái sốc do thoát huyết tương ha. Cảnh báo xuất huyết cũng như là cảnh báo về suy tạng. Thì trong những cảnh báo đó là chỉ cần một trong những dấu hiệu này thôi mà chúng ta đã nói là nó rồi, có mức độ cảnh báo rồi. Thứ nhất là vật vã lừ đừ ly bì, thấy không? Đối với tình trạng đau bụng á thì chúng ta phải đánh giá vào ít nhất là hai thời điểm. Một là tình trạng đau bụng nên càng tăng dần và nó liên tục, hoặc là nó tăng cái cảm giác đau, đặc biệt là ở vùng gan. Tại vì sao? Tại vì đau bụng nhiều và liên tục như vậy chứng tỏ nước nó lòng mạch nó thoát ra nhiều nha, và đang thoát liên tục, và nó chen ép vào chỗ bao gan làm nó căng tức nha, cảm giác căng tức đau và liên tục. Chứ không phải có cái đau bụng mà đau từng cơn thì nó không phải, không đau từng cơn thì nó không phải là cái cảnh giác mà nó đau liên tục thì chúng ta mới gọi là dấu hiệu cảnh báo. Và gán nó bắt đầu nó lớn, nhưng mà chỉ cần gán nó lớn đến 2 cm thôi thì khi đó phải cảnh giác là nó có cái bệnh lý gì đó rồi. Một là đang phản ứng cái gan, cái tình trạng viêm gan, hoặc là nó đang xuất huyết, hoặc là nó đang thoát cái nước ra ngoài làm gan lớn lên 2 cm, đúng không? Và nôn, nếu mà nôn nhiều quá thì bắt đầu phản ứng cường giao cảm, nôn nhiều quá, đúng không? Thì nó có thể là biểu hiện của một cái tình trạng mất nước nhiều hơn, ảnh hưởng tới cái thần kinh. Làm nếu mà được đánh giá là nôn nhiều thì chúng ta lúc trước ấy, các em học AMCI và các em biết là trong vòng 1 giờ mà nôn trên 3 lần thì nó nôn nhiều. Mà sau này để mà cụ thể hơn nữa thì chúng ta đánh giá trong vòng 6 giờ mà nôn trên 4 lần thì cũng là ghi nhận là nôn nhiều. Tại vì đây là dấu hiệu cảnh báo, chứ là chưa vào cái mức độ nặng, mà cảnh báo nó khả năng vào mức độ nặng. Nếu trong giai đoạn này chúng ta không điều trị kịp thời thì nó sẽ nguy cơ tăng cái vào cái giai đoạn nặng nó cao hơn, thấy không? Xuất huyết niêm mạc thì như là chảy máu răng, chảy máu mũi, thấy không? Vâng vâng. Thì xuất huyết niêm mạc thì dừng lại một chút, đó là các em biết là xuất huyết niêm mạc nếu như trong cái quá trình đông cầm máu á, nó chỉ dừng lại ở niêm mạc thôi, thấy không? Dừng lại cái giai đoạn 2 thôi
thì nó chỉ xuất huyết ở da này, đúng không? Rồi chảy máu ở niêm mạc, nhưng mà giai đoạn 2 khi mà cục máu, giai đoạn mà tiểu cầu trắng á, tức là giai đoạn 1 là khi mà thanh mạch nó bị tổn thương nữa, là sợ cái có mặt tại chỗ để gây để mà giảm cái chảy máu, như vậy là dừng lại ở thanh mạch nữa thì là tốt. Còn nếu mà qua giai đoạn tiếp theo nữa là cái tiểu cầu nó hoạt động khi mà yếu tố 8 phức hợp 8 von Willebrand, yếu tố 8 á, và von phức hợp von Willebrand á, nó gắn kết vào cái collagen để nó kích hoạt cái tiểu cầu tạo thành nút tiểu cầu trắng, yeah, hay là cục màu trắng á, là nó cũng cầm lại. Như vậy chúng ta sẽ có cái giai đoạn là 3-7 tại đông là trẻ tê xế, yeah. Nếu nên nó chỉ dừng lại ở trong cái giai đoạn đầu mà thôi, thì nó chưa có cái kích hoạt cái đối 12 yếu tố đông máu về sau, nó chưa cần thiết, thì đó là xuất huyết. Nếu mà nó kích hoạt luôn cả 12 yếu tố đông máu thì nó là nguy hiểm rồi. Vậy thì nếu như mà xuất huyết niêm mạc như chảy máu mũi chúng ta hay gặp á, là từ cầm, đúng không? Là từ cầm mắng cần can thiệp chi hết, thì thường đó là yếu tố đông máu nó chưa bị rối loạn, tiểu cầu nó chưa bị rối loạn, nhưng mà niêm mạc mũi nó chảy mà cần phải là can thiệp nó mới cầm, thì khi nó đã là có rối loạn về số lượng tiểu cầu cũng như là chất lượng tiểu cầu, và nó có thể là rối loạn để yếu tố đông cầm máu và ở trong số xuất huyết là các yếu tố tại gan, và khi gan mà đã tổn thương như thế này là rất là nguy hiểm, mức độ nặng. Như vậy khi mà chảy màu cam mà nó từ cầm thì nó là dấu hiệu cảnh báo, nhưng mà chảy màu cam mà nó không từ cầm mà cần phải can thiệp thì cái đó các em không phân vào cái mức độ là sốt xuất huyết đen có dấu hiệu cảnh báo nữa, mà đó là đã trở qua giai đoạn là sốt xuất huyết đen nặng, có xuất huyết nặng nha. Rồi khi mà nó tổn thương tiếp cái chỗ thận nên nó gây tiểu ít, hoặc là thanh mạch dịch nó mất nhiều quá, nó giảm từ máu ở cầu thận cho nó gây ra tiểu ít, thấy không? Rồi dung tích hồng cầu tăng lên, tức là HCT càng lúc càng tăng, như các em phải lưu ý này, càng lúc càng tăng, và đặc biệt khi mà cái cắt ngang nó phải tăng cao quá, thấy không? Thì đó là dấu hiệu cảnh báo, trên 45% là dấu hiệu cảnh báo, nhưng mà càng ngày càng tăng nữa thì nó là phải chuyển qua cái phải đánh giá qua nó có bị đang tạo huyết tương hay không, nó đang đang bị chảy máu hay không. Rồi bạch cầu nó giảm, thì lúc nãy chúng ta cũng nói đó là giai đoạn chuẩn bị bạch cầu nó càng giảm dần, hoặc là tiểu cầu chủ yếu chúng ta hay gặp chủ yếu là tiểu cầu nó giảm dần, và hồng cầu dung tích HCT nó mà tăng dần. Như vậy tiểu cầu nó đang chuẩn bị giảm á, tức là dưới 100.000 là giảm đó em, nếu mà giảm thì nó cũng là dấu hiệu cảnh báo, và nhất là tiểu cầu càng lúc càng giảm là càng cảnh báo chúng ta biết đứa trẻ này chuẩn bị khả năng vào sốc và xuất huyết. Rồi men gan nó tăng thì thường các em thấy là men gan nó tăng thì thường tăng gấp đôi, người ta đã nói là men gan là đã tăng rồi gấp đôi á, thấy không? Đó là tình trạng viêm gan rồi, không? Nhưng bây giờ cái men gan cái AST hoặc là ALT đó nghe, chứ không phải là tỷ đờ đó nghe. Nếu mà tỷ đờ là nó khác đó, tỷ đờ là nó đánh giá chúng ta là viêm gan cấp hay là viêm gan màng lớn hơn một hay là nhỏ hơn một đó. Đây là cái tắc là AST hoặc ALT đấy. Mà trên 400 thì đánh giá là tình trạng là viêm gan này, viêm gan cấp này có khả năng nó chuyển thành cái suy tàn, nên chúng ta cần phải cảnh báo, chúng ta cần phải theo dõi, và tràng dịch đa màng ở trên siêu âm hoặc là trên X quang, tràng dịch đa màng màng phổi, màng bụng, đấy, màng tim, hoặc là túi mật. Rồi khi mà sốc sốt xuất đen á, giai đoạn mà sốt xuất đen nặng nó có sốc, thường là sốc con bù và sốc mất bù, thì khi mà sốc con bù thì chúng ta thấy là giai đoạn đầu á là trẻ nó bứt rứt, thấy không? Rồi tay chân bắt đầu nó lành, như vậy mạch nhanh nhẹ khó bắt, như vậy cái cảnh giác nhất là tay chân lành này, mạch nhanh nhẹ các em phải bắt rất là nhanh để các em biết được, phải nhạy cảm ở chỗ này để chúng ta biết được đứa trẻ nó chuẩn bị vào sốc một truyền dịch ngay, thấy không? Và huyết áp nó kẹp, còn đợi khi huyết áp mà tụt rồi á thì nó chuyển qua sốc mất bù rất là nhanh. Huyết áp kẹp là giai đoạn đầu của cái giao cảm thì nó khi nào cũng vậy, em sẽ thấy nó huyết áp nó sẽ là mà dư ở cái huyết áp tâm thú á, nó vẫn còn dư, mà giao cảm bắt đầu nó có giao cảm nó tổn thương thì bắt đầu nó sẽ huyết áp tâm trướng á, nó sẽ tăng lên dần, và huyết áp tâm trướng tăng lên trên cái nền huyết áp tâm thú vẫn đang dư vững,
thì nó sẽ làm xu hướng nó kẹt. Và hiện nay á thì không phải là đợi khi nó kẹt thì chúng ta thấy nó muộn rồi ha, nên hiện nay chúng ta có thể điều trị sốt xuất huyết đen có dấu hiệu cảnh báo, nhưng mà chúng ta cũng truyền dịch vào luôn như là đang đang sốc luôn, như là trẻ đang được sốc, để chúng ta cho nó qua. Tại vì chúng ta biết cái đoạn tổn thương này nó kéo dài 48 tiếng lận, như vậy chúng ta điều trị ngay ha, điều trị sớm trong giai đoạn mà tiền sốc. Thì khi mà thấy huyết áp, đặc biệt là huyết áp mà nó vào huyết áp hiệu áp á, hiệu áp tâm thu và tâm trướng nó ngang 25, ngang 25 chứ đây tới cân tới 20, tới 20 là chắc chắn là nó kẹp rồi, nó sốc rồi, đúng không? Đây là chưa sốc, phải ngang 20 thôi, 25 thôi, và chúng ta còn phải là bù dịch vào để cho nó qua cái sốc này. Còn đợi khi mà cương và giao cảm có thì bắt đầu nó sẽ tụt cả huyết áp nó sẽ tụt. Như vậy chú ý huyết áp là chúng ta phải chú ý trong sổ sụt đen là chú ý cái hiệu áp nhá. Thì qua mà giai đoạn mà nó sốc mà nó mất bù, khi mà mất đến 30% rồi nhá, nó sốc mất bù là lúc này chúng ta huyết áp chúng ta đo không được nữa, nó tụt hết rồi nhá. Mạch thì tất nhiên mạch bắt không được đó, để là sốc nặng. Rồi khi mà trong trường hợp mà sốt xuất huyết nặng mà có xuất hiện nặng thì lúc này cũng nhắc lại đó, là trẻ màu cam mà cần phải là can thiệp như là chèn gạt chẳng hạn, trẻ nó rong kinh kéo dài, rong kinh nặng, rồi xuất huyết tiêu hóa hay là HCT nó bắt đầu nó tự nhiên nó tụt rất là nhanh, đúng không? Chúng ta điều trị là mức độ trong vòng 1 tiếng 2 tiếng là được đảm bảo khoảng 5% thôi, đúng không? Mà đây mới có bù dịch trong vòng mới còn 1 tiếng mà giảm hơn là 10% thì coi chừng cảnh giác là nó đang xuất huyết trong, hoặc là chúng ta bù dịch nó không đúng, đúng không? Chưa đủ bù nó còn ra chừng này. Như vậy cái ghi nhớ là trong vòng cỡ số số 10 cho thầy, nếu như mà nó trên 10% chúng ta bù dịch nó là vậy là không đảm bảo, nó vẫn mất chỉ 10%. Và nếu như mà chúng ta bù mà bắt đầu nó trong vòng 1 tiếng 2 tiếng mà tăng nó đưa về cái chỉ số tốt quá, và lúc được 45 bây giờ thì vòng 1 tiếng này mà chúng ta đưa về nhiều quá, đưa về mà 45 mà nó xuống dưới 35 thời cảnh giác, một là đang xuất huyết, hai là chúng ta đưa dịch vào nhiều quá cũng nguy cơ thì nó là tải sốc về sau hay là thừa dịch về sau. Tại vì cái nguyên tắc điều trị của cái sốt xuất huyết đen á là chúng ta biết rằng nó là trong vòng tổn thương trong vòng 48 giờ mà thôi, chúng ta điều trị trong vòng 48 giờ là tối đa chúng ta được truyền dịch quá 48 giờ. Vì trường hợp là chúng ta truyền dịch tối đa lắm á 72 giờ không được quá, thấy không? Như vậy chúng ta thường là tốt nhất là đánh giá đánh bù, chúng ta phải chọn bị sốc chúng ta điều trị thế nào thì điều trị thoát sốc trong vòng 48 giờ và chấm dứt truyền dịch trong vòng 48 giờ. Rồi sau 48 giờ mà các em vẫn truyền dịch thì chắc chắn nó sẽ quá tải dịch. Vậy thì cuộc chiến với là sốt xuất huyết đen điều trị nó như một cuộc chiến á, nó là chúng ta kéo co, mà kéo co không được thắng cũng không được thua, nếu thắng là chứng tỏ chúng ta đưa vô dịch nhiều quá, vậy sau 1 tiếng 2 tiếng mà chúng ta kéo về hơn 10% không được, tương lai chúng ta sẽ thua. À, như vậy chúng ta phải dành sức, chúng ta đưa ít quá thì cũng được, nếu đưa ít quá thì nó mà sốc nó cũng cải thiện và sốc tiến triển làm mất nặng hơn. Như vậy chúng ta làm thế nào mà chúng ta cầm chừng được khoảng ngang 40%, ngang cái giai đoạn này hoặc 38, 39, 40% HCT ngang đó thì bắt đầu chúng ta đảm bảo được cái chỉ số sinh hiệu, đảm bảo được cái tiểu máu máu ở thận, thấy không? Đảm bảo tiểu máu não thì chúng ta dừng ngang đó mà chúng ta duy trì, cố gắng duy trì như vậy, co cơ như vậy có 48 giờ là chúng ta thắng. Chúng ta mà vẫn tiếp tục sau 48 giờ thì chúng ta sẽ thua, đúng không? Rồi thì trong cái số sụt đến năng có suy tàn năng thì lúc nãy thầy nói là các em đó là chúng ta có bốn cái cơ quan mà nó tổn thương là gan thần kinh não, đúng không? Thì ở suy gan cấp khi mà có cái men gan nó tăng trên 1.000, rồi suy thần cấp thì có một thiểu nhiều cái creatinine nó tăng, rồi rối loạn trí giác nên là xuất huyết thể não, rồi rối loạn trí giác nó cũng có viêm não mà nó tăng thành phẩm ở não, cytokine nó tăng thành phẩm ở não thì nó cũng có tình trạng là viêm 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 tế bào não, đúng không? Và nó viêm cơ tim. Cái khi mà chúng ta xét nghiệm thì đó trong vòng 4 ngày trước, trước 4 ngày sốt á, sốt trong vòng 4 ngày á, trước 4 ngày thì chúng ta xét nghiệm N1 hoặc là chúng ta nuôi cấy virus đen, không? Còn sau 4 ngày thì chúng ta xét nghiệm IgM, tức là chúng ta xét nghiệm về kháng thể. Còn trước 4 ngày chúng ta xét nghiệm tim kháng nguyên, sau 4 ngày sốt thì chúng ta xét nghiệm tim kháng thể. Thì đây là cái hình ảnh đáp ứng miễn dịch cho chúng ta rất rõ để chúng ta biết khi nào chúng ta sử dụng. Vậy này các em thấy này, đây là nhiễm tiến phát, tức là nhiễm lần đầu á.
thì cái tải lượng virus nó kéo dài ha, kéo dài tức là kháng nguyên là kéo dài khoảng ngày thứ năm, ngày thứ ba tới ngày thứ năm nó mới mới hết, đúng không? Và IgM nó bắt đầu ngày thứ ba đến khoảng ngày thứ năm nó bắt đầu nó tăng cao lên trên cái ngưỡng của kháng nguyên đấy đó, trên cái ngưỡng kháng nguyên thì khi đó người ta định lượng được là IgM, và IgM là phạt và IgM nó đi trước, còn IgG nó đi sau và nó tăng liên tục hầu như là suốt đời, thấy không? Nhưng mà nếu như mà nhiễm lần thứ hai, em thấy nhiễm lần thứ hai thì lần thứ hai chúng ta có kháng thể luôn sẵn ở trong máu rồi, đặc biệt là IgG chúng ta có kháng thể sẵn rồi, như vậy là cái mới vô cái lần trung hòa liền, mới vô cái trung hòa liền nên cái thời gian mà tồn tại của virus tức là tồn tại ở N1 mà rất là ngắn so với lần đầu, tồn tại ngắn, tồn tại khoảng 3 ngày mà thôi, thấy không? Còn trên này lần đầu, lần sau, lần trước có thể là 5 ngày, còn trường hợp là 7 ngày, nhưng mà cái lần thứ hai nhiễm lần thứ hai rồi tồn tại khoảng 3 ngày mà thôi, thấy không? Và đặc biệt á, là cái IgG nó có sẵn rồi mà khi mà đáp ứng nữa cộng hưởng nữa thì nó bắt đầu IgG nó tăng vọt, có khi nó tăng lên đồng thời vậy là IgM. Như vậy nếu như chúng ta xét nghiệm mà thấy IgG nó tăng vọt rất là cao thì chắc chắn nó là nhiễm lần thứ hai chứ không phải là nhiễm lần một, mà là có khi IgM nó âm tính lắm. Như vậy là có khi nó đi trước đáp ứng trước cả là IgM. Như vậy IgM dương tính, N1 âm tính, IgM âm tính thì có khi nó nhiễm nhiễm virus đen lần thứ hai, thấy không? Rồi như vậy thì dựa vào cái nguyên tắc của đáp ứng miễn dịch như vậy, chúng ta sẽ có hai trường hợp chúng ta sử dụng test tìm để đánh giá cái số sụt đen hay là không. Trong trường hợp chúng ta chỉ có chúng một bộ combo kit tức là vừa có kháng nguyên và kháng thể, thì nếu như một đứa trẻ vào chúng ta nghi ngờ là số sụt đen, là số cao đột ngột liên tục từ 2 đến 7 ngày nhá, thì chúng ta nghi ngờ là sụt đen thì chúng ta cho xét nghiệm, nếu như mà nó dương tính N1 hoặc là IgM thì đó là sụt đen, được chưa? Còn trường hợp là N1 và N IgM nó âm tính là vừa kháng nguyên và kháng thể đầu tiên nó âm tính thì chúng ta quay lại cái ngày sốt. Nếu như đứa trẻ mà dưới nó là trên trên 4 ngày mà nó sốt, trên 4 ngày sốt mà chúng ta xét nghiệm hai cái này đều âm tính luôn thì điều là không phải do sốt sụt đen rồi, tìm cái nguyên nhân khác. Trường hợp mà dưới 4 ngày, thấy không? Từ ngày thứ tư trở xuống mà nếu âm tính N1 và IgM âm tính, như vậy thì có khả năng là IgG là chưa tạo ra hoặc là nó âm tính thực sự. Nếu như vậy thì chúng ta chờ 2 ngày sau và 4 ngày sau tùy, nếu như xét nghiệm vào ngày thứ hai thì chúng ta chờ chờ 4 ngày, thấy không? Chờ vào ngày thứ tư, thứ ba chúng ta chỉ là 2 ngày, 3 ngày chúng ta xét nghiệm, thì sau 2 đến 4 ngày chúng ta xét nghiệm lại mà N1 và IgM nó vẫn âm tính nữa thì thôi, thì đừng có nghĩ là sụt đen, thấy không? Mà nó dương tính thì là sụt đen. Trường hợp mà chúng ta có từng cái kháng nguyên kháng thể riêng lẻ, cái kit riêng lẻ thì chúng ta dựa vào ngày sốt. Nếu như từ 4 ngày trở xuống thì chúng ta biết là N1 khả năng dương tính cao thì chúng ta chỉ xét nghiệm N1 mà thôi. Dương tính thì nó là sốt đen. Còn nó âm tính thì chúng ta chờ sau 2 3 ngày đợi, chúng ta đợi ý cái kháng thể nó trung hòa hết cái kháng N1 đã. Thấy không? Rồi mà nó tăng lên có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái khoảng trống miễn dịch khi mà N1 và IgM, N1 nó vừa giảm xuống dưới cái ngưỡng phát hiện, IgM vừa tạo ra dưới cái ngưỡng phát hiện, như vậy là nó sẽ âm tính. Cái khoảng này khoảng với vào cái ngày mà bắt đầu chuẩn bị bắt đầu giảm số, khoảng ngày khoảng ba ba rưỡi là cái giai đoạn đó, ngày thứ ba ngày ba rưỡi là cái ngày mà nó dễ xảy ra tình trạng này. Vậy thì chúng ta chờ sau 2 3 ngày tùy vào cái thời điểm mà dương tính của là thời điểm số. Nếu như mà sau 2 4 ngày mà nó xét nghiệm lại âm tính nữa thì thôi không phải là sụt đen, và khi nào sau nó dương tính mà dương tính IgM hay là IgG thì đó là sụt đen rồi đó. Trường hợp mà nó vào viện mà chúng ta trên 4 ngày thì chúng ta xét nghiệm ngay là kháng thể, chúng ta biết kháng thể nó tạo ra giai đoạn này nó tạo ra rồi, vậy là chỉ xét nghiệm IgM và IgG thôi. Nó âm tính mà dương tính thì ok là sụt đen. Trường âm tính thì sao? Thì âm tính là rơi vào cái trường hợp là có khả năng là N1 là nhiều quá, nó nhiều quá, kháng thể nó tạo ra chừng bao trung hòa chừng này, tạo ra chừng nào trung hòa chừng này, nó là vẫn IgM IgG mặc dù là sau ngày thứ tư rồi nhưng nó vẫn không không được vượt, không vượt được cái trên ngưỡng phát hiện, thì khi đó ngay lập tức chúng ta xét nghiệm N1 xem thế nào. Trường hợp N1 mà nó âm tính nữa thì thôi cả hai cái ngày thứ tư đó mà là cả hai cái luôn, thế không phải là số thuốc đen nữa, mà nếu dương tính thì đó là số thuốc đen đó. Nghe đoạn này cả em hiểu chưa? Alo.
Alo. Như rồi ạ. Rồi cái toán đồ này về các em tìm hiểu này. Từng loại ca bệnh nặng chúng ta đã đi qua rồi, ha, chúng ta biết rồi. Và chúng ta có từ năm 2019 Bộ Y tế bổ sung thêm một cái quyết định nữa, bổ sung cái phát hiện sốt xuất huyết đen ở cộng đồng. Và bằng cách các đánh giá các dấu hiệu như là nghi ngờ sốt xuất huyết đen, tìm tới cơ sở mà có xét nghiệm được dung tích hồng cầu hay không và có tiểu cầu hay không. Mà nếu như mà có thì chúng ta tìm qua những dấu hiệu, nếu như cần phải những dấu hiệu, nếu có một trong các dấu hiệu là chúng ta cần phải cho trẻ nhập viện. Đó là trẻ không lư đư, trẻ không uống được nước này, trẻ nôn nói nhiều này, trẻ đau bụng này, có dấu hiệu mất nước, gan to hoặc men gan nó tăng trên 4 lần, tăng trên 5 lần và tình trạng viêm gan á, và tràn dịch bằng bụng, tràn dịch bằng phổi và thể tích dung tích hồng cầu nó cao, chúng ta cần phải cho nhập viện liền. Và nếu mà không có những cái dấu hiệu này nữa thì chúng ta đánh giá các yếu tố nguy cơ. Đó là trẻ mà trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, trẻ có tình trạng béo phì, hiểu không? Các bệnh nền mà liên quan đến sốt xuất huyết, đó là tăng huyết áp này, đái tháo đường này, hội chứng thận hư này, viêm loét dạ dày này, thiếu máu tăng máu này. Những cái bệnh lý này là khi mình sốt xuất huyết đen nó sẽ tăng nặng tình trạng này lên. Và sống một mình xa cơ sở y tế, không có cách vận chuyển đảm bảo thì là chúng ta cần phải điều trị ở cơ sở, tại vì bệnh có khả năng nó chuyển biến nặng và chuyển diễn biến nặng, thì đó là bổ sung thêm vào cái phụ lục của Bộ Y tế năm 2019. Và điều trị thì các em phải điều trị theo phác đồ. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu thì cơ sở lý luận nào trong cái điều trị. Chúng ta có 4 cái quy luật mà chúng ta cần phải nắm, đó là bình sinh của sốt huyết đen là tăng trên thành mạch thì chỉ có truyền dịch vào thì giải quyết được. Nên vậy chúng ta cần phải khôi phục thể tích tuần hoàn. Và cái khôi phục như thế nào thì phải khôi phục, hiểu chúng ta phải kéo co như thế nào, chúng ta phải không được thắng cũng không được thua, phải không? Như vậy thì chúng ta đảm bảo thể tích và tốc độ truyền dịch thích hợp theo phác đồ, phải không? Tại vì nếu chúng ta thấy chúng ta không bù đúng theo cái tỷ lệ mất dịch, tốc độ mất thoát huyết tương thì chúng ta cũng thua. Mà chúng ta bù nhiều quá thì gây nguy cơ tích lũy, nên khi gây quá tải chúng ta cũng sẽ thất bại về sau. Và chúng ta phải đảm bảo thể tích và tốc độ truyền dịch, như vậy thì cứ theo phác đồ mà làm. Đó. Cái quy tắc thứ ba đó là chúng ta cần phải là ghi nhớ một điều, đó là tha chúng ta xử lý cái tải sốc nó còn cơ hội sống hơn là chúng ta xử trí cái quá tải dịch. Nếu tải sốc, tải sốc thì chắc ta bù dịch, chứ còn nếu mà quá tải dịch, dịch đã vào rồi thoát ra mấy cái giang bao rồi, thì làm sao mà chúng ta lôi ra được, lôi rất là khó, phải không? Chưa kể đứa trẻ những xuất huyết nữa mà chọc dịch hụt dịch ra nữa, gây rối loạn đông cầm máu, gây xuất huyết càng chết nữa. Như vậy thì chúng ta cần phải cố gắng duy trì cái thể tích nội mạch ở mức tối thiểu hay là HCT góc cao một chút và đảm bảo mức độ tiểu máu là được. Và nguyên tắc thứ tư đó là cái thời gian chúng ta truyền dịch tối đa, phải không? Và khi nào chúng ta bắt đầu tính cái thời gian truyền dịch, đó là cái chúng ta biết là nó tổn thương tối thiểu hay là mất dịch có ý nghĩa trên lâm sàng và có 48 giờ mà thôi. Vậy thì thời gian này mà gây sốc thoát huyết tương đáng kể mà có thể gây sốc được á thì kéo dài có 1 ngày 24 giờ thôi. Như vậy càng thoát sốc càng sớm càng tốt và ngừng truyền dịch càng sớm càng tốt, tối đa là 48 giờ là tốt nhất. Vậy thì thời gian truyền dịch không quá 36 tới 48 giờ nhá, không quá 36 48 giờ tính từ lúc sốc, hoặc là không quá 60 72 giờ tính từ lúc bắt đầu phá nguy hiểm, là lúc này là tiên sốc. Còn khi đã sốc rồi là không được quá 48 giờ. Và khi sốc rồi chúng ta biết là đang tổn thương rồi, là đã tổn thương rồi, thấy không? Và 48 giờ là thời gian truyền dịch tối đa. Còn khi mà tiên sốc, thấy không? Thì tiên sốc là khi mà có dấu hiệu cảnh báo. Như vậy có dấu hiệu cảnh báo là bắt đầu chúng ta truyền dịch, nhưng mà không được quá 72 giờ. Thì đó là 4 cái quy luật mà chúng ta cần trong điều trị. Và phân nhóm sốt xuất đen thì chúng ta đã có cái mức độ sốt xuất đen có dấu hiệu cảnh báo và sốt xuất đen nặng, và có tùy vào cái mức độ cảnh báo như vậy thì chúng ta có cái chỉ định truyền dịch theo như phác đồ, không thì các em đọc tìm hiểu ở trên phác đồ và tiêu chuẩn ra viện
đó là lâm sàng phải cải thiện rõ hết sốt 2 ngày nếu như là sốt xuất huyết đen có dấu hiệu cảnh báo hay là sốt xuất huyết đen không có dấu hiệu cảnh báo, và ra sốc trên 48 giờ và chỉ số sinh hiệu vẫn ổn định, không có biểu hiện xuất huyết và trẻ thèm ăn, trẻ tiểu được, phải không? Xét nghiệm HCT trở về bình thường, tiểu cầu phải đảm bảo trên cái trên 50.000 là được tiêu xuất viện. Đó là bài sốt xuất huyết đen. Chúng ta đi tiếp một bài tiếp theo để chúng ta nghĩ sợ mà xem Việt Nam, đó là bài